Close Entertainment Channel chào các bạn. It's Close Entertainment Channel. Em có cái máy cái trứng này có đồ chơi ở trong này. Wow. Rồi các bạn ơi, nãy giờ Chloe giới thiệu là hôm nay mình sẽ có 5 quả trứng và mình sẽ review xem là ở bên trong những cái quả trứng giống như thế này nè. Đúng rồi. Đó, mình sẽ có cái gì, đúng không? Có cái đồ chơi. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ Cúc có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ như thế này là các bạn nhìn thử xem những cái quả trứng này thì mình sẽ nghĩ đến cái lễ hội gì? Đồ chơi. Đồ chơi Easter. Easter egg. Yeah, đó đúng rồi, Chloe nói đúng rồi. Khi mà nhìn đến những quả trứng màu sắc giống như này nè, mình sẽ nghĩ đến một cái lễ hội người ta gọi là lễ phục sinh. Thì lễ phục sinh năm 2021 thì đã được tổ chức là vào ngày 4 tháng 4, tức là chủ nhật tuần trước nữa. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay thì Cúc và Chloe sẽ tổ chức gọi là một cái hoạt động nho nhỏ ở trong cái lễ phục sinh này, đó chính là mình sẽ mở hết những cái quả trứng này ra và mình sẽ xem là những cái quả trứng ở trong đây nó sẽ có cái gì nha. Được không Chloe? Hôm nay được. Mình mở ngay nha. Đúng rồi. Ok, let's go. Phong mùi. Rồi bây giờ Chloe chọn gì nè? Con chọn cái này. Con rồi. Chọn cái này free. Trời ơi, Chloe chơi kỳ quá. Chloe chọn hết mấy cái quả trứng bự rồi. Thôi cho Cúc cái nào? Cho Cúc cái này hả? Ok, được. Duyệt. Rồi, cho. Trời ơi, dễ dụ quá, lấy được hai quả trứng ngự chất rồi. Ok, bây giờ Khôi dơ lên cho mấy bạn coi đi. Rồi, Khôi có một trái này. Rồi, Cúc vô phụ nha, đây là ba trái. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình để Cúc giới thiệu sơ cho mấy bạn biết mấy cái quả này là gì nha. Mấy quả trứng này á, mình sẽ mua ở cái chỗ bán đồ chơi. Và ở trên đây nó sẽ có giá tiền. Ví dụ như là cái quả này nè, các bạn thấy không? Cái giá của nó sau khi mà khuyến mãi thì nó sẽ khoảng là 342.000. Còn trước khi khuyến mãi là 489.000. Đó, mình có thể canh khuyến mãi để mình lựa những cái lụm những cái quả này về để mà mình mở ra, biết đâu là có cái gì đó sẽ thú vị, đúng không Chloe? Đúng. Ok. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình mở ra đi. Đừng mở ra đi. Rồi, bây giờ Chloe à, để Cúc phụ cho. Bây giờ mình mở cái quả này trước nha. Cảm ơn mở cái. À Chloe muốn tự mở. À Cúc nói cái này là tại vì lúc mà mua cái quả này thì họ sẽ tặng kèm cho mình một cái món đồ chơi nho nhỏ. Ví dụ như là cái quả trứng màu hồng này thì họ sẽ tặng cho mình một cái xe hơi màu xanh dành cho mấy bé trai để mấy bé có thể chơi được. Còn cái quả màu cam mà Khôi đang cầm ở đây á thì nó sẽ tặng cho mình một cái nhân vật đồ chơi rất là cute. Đó, như các bạn thấy nè ha. Rồi, ok, thôi bây giờ mình tập trung mình qua mình coi Chloe mở cái quả trứng như thế nào nha. Ok. Không được. Không được hả? Vậy thôi đưa đây Cúc cắt. Cúc cắt phụ cho nha. Đây. Rồi Chloe ơi, xong rồi. Xong rồi hả? Mở đi, Chloe mở đi. Ở đâu vậy? Ở nhà Chloe có rất là nhiều trứng giống như thế này nè. Và Chloe thích thú nhất là cái giai đoạn mà được mở trứng. Không biết các bạn sao chứ Chloe rất là thích mở trứng. Tại vì ở bên trong á, mình cầm ngoài mình lắc như vậy nè, mình đâu có biết là ở bên trong cái quả trứng nó có gì đâu. Nó có thỉnh thoảng thì nó có thể nó sẽ có đồ chơi, nó có búp bê, nó có xe hơi, nó có hình con này con kia vậy đó. Thì để hôm nay Cúc với lại Chloe mở thử cho mấy bạn xem là ở bên trong nó có cái gì nha. Rồi Chloe mở ra đi. My pony. À, ý Chloe nói là ở trên cái quả trứng này nó có hình cái con pony. Đúng không? Rồi, bây giờ Chloe mở ra cho mấy bạn coi đi, ở trong nó có cái gì? Không. Không được hả? Không được. Vậy lấy cái này.
Rồi. Này để em dứt lên lên. Cho mình mở nha. Từ từ để cút mở. Rồi, khơi mở đi. Cha hồi hộp quá. Oh no, turn lại this broken. Rồi, broken rồi, rách rồi. Mà không sao đâu, ở bên trong nó có đồ chơi á. Biết đâu là đồ chơi nó lại đẹp hơn sao đúng không? Coi thích không? Không thích. Không thích. Sao không thích được, mua trứng cho bà khoái lắm. Con thích. Rồi. Oopsie. Từ từ. Đây. Rồi. Đây đây, để cút gắn lại cho. Chê. Rồi. Chê. Đây là quả trứng sau khi mình lột ra thì nó sẽ như vậy. Ở bên trong nó sẽ có đồ chơi. Rồi giờ Khôi mở ngay cho mấy bạn coi coi. Wow. Từ từ kẹo. Các bạn đoán coi ở trong nó có cái gì. Kẹo nè. Kẹo nè. Đồ chơi. Ờ à, đồ chơi là gì? Khôi cho các bạn coi thử coi. Cái gì đây Khôi đoán thử coi. The duck. A duck, con vịt hả? Không phải, con này không phải con vịt đâu. Đâu đưa Phúc coi nó là con gì. À, nó là con hà mã. Con hà mã. Rồi, con hà mã màu tím. À, đau quá, đau quá. Đau quá, đau quá. Ok, ok, rồi. Thôi, bây giờ mình để nó qua ở đây đi. Đó, cái là người. Quả trứng đầu tiên. Lát nữa mình sẽ tổng kết lại nha. À, mà hả? Rồi, Khôi để đây đi. Cái người bắt hà mã. Cái người bắt hà mã. Cái người bắt hà mã luôn. Bị dịch nhóc trong đó. Rồi, bây giờ mình mở tiếp quả này nha. Quả của Cúc nha. Khôi. Rồi đây, ở trên đây là mình sẽ có hình con, hình ai đây nè Khôi. Anna. Anna. Elsa. Elsa. Và hoàng tử. Hoàng tử. Ok, thôi bây giờ Cúc mở ra. Giờ Cúc nôn quá rồi. Giờ Cúc muốn biết cái này trong đây nó có cái gì nè. Con biết mở cái này alo. Con không biết mở alo. 1% đang lướt điên. Cô bơi mở alo. Thôi đợi Cúc xíu để Cúc mở cái quả này cho mấy con. Con muốn open, I want to open for God. Rồi rồi rồi, đợi xíu. Đóng nắp lại để giữ bí mật. Bí mật sẽ được bật mí. Wow, cái gì đó nó hồng hồng vậy ta. Cái gì màu vàng vậy ta. Wow, wow, candy. Cái quả màu, cái quả mà nó bự giống như vậy nè. Look this đây, for đây. You. Ừ, ok. Rồi, Khôi, dơ. Đây. Nó sẽ có một con cá sấu. Có cái kẹo nữa. Đây. Có hai kẹo. Ở trong cái... Ủa, cái quả hình bự thì cái, nó sẽ có... Có cái này để làm gì? À, cái này mình gọi là cái... Sticker. Sticker hả? Đúng rồi. Ôi có dán lên được không? À cái này mình xăm nè. Mình dán cái hình lên trên tay giống vậy ha. Xong cái mình ấy nước đá. Cái nó sẽ lột cái lớp này ra. Nó sẽ in cái hình này lên trên tay. Con muốn. Ừ ok. Sau cái clip này mình sẽ Cúc sẽ làm một cái hình xăm giống như vậy cho cô Huy nha. Nhưng mà cái hình xăm này nó sẽ mấy bạn tắm á. Ok. Rồi, ở trong đây là có cái gì Khôi mở ra cho mấy bạn coi đi. Mở ra không được. Sao mở ra không được? Nó có kem kẹo. Kẹo hả? Rồi, hai cục kẹo. Ambelibe, một con cá sấu, một cái hình xăm Disney. Disney. À đây, đây, đây cũng là hình xăm luôn. Hoặc là mấy bạn dùng nó để dán sticker. Có một hình nó. Rồi, Khôi coi thử ở trong đây nó có cái gì nè. Cái gì đây? À. Này giống như là đồ chơi lắp ráp á, xong rồi mình gặp nó xuống. Wow. Rồi, Cúc đoán được cái này là cái gì luôn.
Rồi từ từ nha. Cái gì trời? Đây, nó sẽ có hình như vậy. Rồi mình gấp nó lại. Gấp nó lại. Yeah, đó các bạn hình dung coi là cái con này nó là cái con gì. Khôi để Cúc gắn hai Peppa cái này. Pig is Peppa Pig. Trời ơi, Khôi biết rồi. Khôi biết đó là Peppa con Peppa Pig rồi, đúng Peppa rồi. Peppa Pig. Đúng rồi, nó là con Peppa Pig đó. Nhưng mà mình phải gắn cái này vô đây. Đó. Peppa Pig. Sau đó mình sẽ đóng cái này lại. Từ từ đợi Cúc xíu. Rồi, ok. Hai cái tay gắn tiếp hai cái tay nó vô. Hai cái tay đâu? Cái tay đây phải ngắt, phải tháo hai cái tay ra. Ở đây nó có hai cái tay và hai cái chân nè. Đó, Peppa Pig. Mình sẽ dùng kéo mình cắt hai cái tay của nó ra. Peppa Pig. Peppa Pig. Hai cái tay. Ok rồi, Khôi đưa đây, Cúc gắn hai cái tay vô cho. Thôi kệ nó đi. Nè, ở đây nó, ở phía hai bên của con Peppa Pig, mình sẽ có hai cái chỗ để mà mình gắn cái tay của nó vô. Đây, hồi gắn cái chân chưa. Ủa, Khôi ơi, con muốn gắn cái sticker lên. Từ từ. Chắc là nó cứng quá. Rồi bây giờ mình đã có một cái thành phẩm là một con Peppa Pig. Khôi ơi, Khôi. Hello. Hello Peppa Pig. Hello Khôi. Hello Peppa Pig. Ok rồi, bây giờ mình để vô đây nha, thành một bộ sưu tập. Rồi. Lollipop. Ok, Khôi muốn mở cái này. Rồi, Khôi mở ra đi. Mở ra con không biết. Đây, nó sẽ có cái chỗ dây kéo. Cái chỗ này giống như là mình kéo xuống. Từ từ kìa. This is half a brown bag. Đây, Cúc mở cho. Thôi để lên đây nè, mấy bạn mới coi được. Mấy bạn mới coi, từ từ. Thôi đó, từ từ rồi mấy bạn sẽ biết là cái gì ở trong đó. Thôi ơi, Thôi đoán được cái gì trong đó không? Có chứ. Để lên đây nè. Rồi. Rồi bây giờ mình lột tiếp cái này. Đó. Lepi. Nó có cái đường răng cưa hết. Mình chỉ cần mình tháo theo cái đường răng cưa đó là được. Đây, kéo xuống dưới đây nè. Rồi, bây giờ mình tháo ra. Lớp thứ hai. Blank bag. Của Cúc. Cái trứng của Cúc. Cái trứng của con. Của Khôi hả? Phải không? Phải. Rồi. Blank bag thôi. Quay trứng nó sẽ có hai phần, một phần trong và một phần đục. Yay, blank bag. Khôi coi trong đó có cái gì nè. Đây. Wow, nó có mấy cái bịch. Sao mình lấy cái kèo? Đây. À, ở trên đây có chữ surprise, có nghĩa là ngạc nhiên. Bây giờ mình Khôi ơi, đoán được cái này là gì? Đoán được không? Rồi thôi, Khôi tự lấy kéo tự xử luôn rồi. Dạ. Thôi, lấy tay xé ra. Oh. Cho nó nhanh nè.
Đây có mở phụ cho nha. Trời ơi, cái gì đây? It's a light. Ok. Light. Rồi, để nó đi. Rồi, mở tiếp. It's like a sand over there. Wow. Look at this. Light. Đây là cái đèn pin đúng không? It's a bottle. Cái này, cái quả trứng này thú vị quá các bạn ơi. Đúng rồi. Có nhiều cái dễ thương quá trời. Đây mình có cái nút mình bấm, nó sẽ xuất hiện đèn. Đèn màu tím. Rồi, để coi. I have a doll. Wow. Doll. Một con búp bê xinh quá các bạn à. Đâu đưa Phúc coi với, cho Phúc sờ nó với. Wow. À, nhìn rất là chắc chắn nha mấy bạn nha. Một cô bé tóc xanh da ngâm. Trời ơi, Khôi làm gì vậy? Khôi đang làm gì hả? Thôi, rồi mình tạm thời mình để đây đi. Đây, một cái. Rồi, Khôi mở tiếp đi nè. Mở tiếp cái này đi. Mình có một cái bộ đồ dành cho con búp bê. Rồi, để đây nha. Mình có cái gì nè. Phúc mở cái cuối cùng nha. Wow. Đôi giày, trời đất ơi. Đôi giày. Xinh không chịu nổi luôn á. Xinh quá. Xinh quá thôi ơi. Có màu xanh. Màu xanh luôn. Rồi. Đây. Cô con bé. Xanh kéo. Xoay cái chân nó lại. Xanh. Đây. Trời ơi. Chị không nổi. Rồi để đây đi. Rồi đây. Một món quà cuối cùng ở trong cái bịch cuối cùng. Đây là glasses, gì glasses. Đúng rồi, nó là cái mắt kính. Rồi để đây nha. Rồi không hết rồi, bây giờ đến cái phần tiếp theo, sau khi mà mở trứng thì mình sẽ lắp ráp lại. Khôi ơi, bây giờ Khôi biết lắp ráp không? Không. Ở đây nó có hướng dẫn sử dụng nè. Mấy bạn đừng có lo nha. Ở đây nè, đó. Trời đất ơi, coi cái hướng dẫn sử dụng nè. Màu sắc quá trời luôn. Cha, cái gì đây? Trời ơi. It's Elmo's. Rồi Khôi đoán coi búp bê của mình sẽ là con nào? Con which one? Đúng rồi, đúng rồi. Hôm coi như là ở trong mỗi một quả trứng như vậy á, nó sẽ có một con búp bê giống như vậy, và mình sẽ một bộ sưu tập của nó sẽ có 8 con. Yeah. I want this one, Archer. Sau Archer. Khi mà mình mở cái quả này thì mai mốt Cúc sẽ mua cho Khôi một quả gọi là gì ta? 7 quả còn lại để coi thử có phải 7 con búp bê không. Rồi, ở phía sau đây là gì đây? Đây, ở phía sau đây mình sẽ thấy nó sẽ có nhiều hình con búp bê khác nhau. Và đây, con này là cái con mà hôm nay mình sẽ mở nó ra, mình sẽ lắp ráp nó lại thành cái con này. Rồi, ok. Thôi, bây giờ Khôi biết. Rồi, bây giờ Cúc chỉ cho Khôi lắp ráp lại nha. Bây giờ hiện tại là cái con này nó không có đồ gì hết trơn. Nó không có đồ, mà nó không có giày. Nó không có băng đô, không có mắt kiến gì luôn. Giờ mình mặc cái bộ đồ trước cho nó nha. Nha. Ok. Trời đất ơi. Cái váy mấy bạn ơi, xinh quá. Mà cái chất liệu của nó cũng rất là tốt nha. Nó cứng à. Nhưng mà nó không có bén, nó không có gây hại cho em bé. Rồi, tiếp theo là cái áo. Trời đất ơi, coi nè. Khôi à, để cho mấy bạn coi thôi. Cái đó. Rồi mình để cái đó không? Đây. Cái áo mà. Rồi tháo cái áo ra đi. Tháo cái áo ra. Không, tháo vậy nè. Nè, mình mở phía sau ra đó. Như vậy. Rồi. Bây giờ mặc cái áo vô cho nó. Xọt qua cái tay bên đây. Kéo cái áo lên. Rồi tiếp tục. Original. Original.
Ôi sao không tháo này được gì nè. Đây tháo. Rồi bây giờ mình gắn cái kiến này lên trên đây cho con mắt đen nha. Ok. Đây có giòn dẹp ở trong đây nè. Rồi xong. Ở trong đây có chắc cái bắp đây chỗ á. Để có dọn dẹp ở trong đây được. Rồi, nè. Mình sẽ có cái bình sữa như vậy. Mình sẽ cho nó uống. Rồi, xong. Mới ta. Mẹ ơi, cho em uống sữa nè. Ừ, có đựng cái này đừng vô. Không, mình để ra ngoài này. Rồi bây giờ mình để cái con này ở ngoài này cho. Để đó nha, lát nữa cuối cùng rồi mình sẽ tổng kết lại. Rồi, ở đây mình sẽ thấy một quả trứng khác. Nó cũng tương tự như quả trứng này. Bây giờ Cúc mở ra cho các bạn coi là ở trong đây nó sẽ có cái gì nha. Khôi ơi. Wow. Một cái nắp màu xanh. Đây. Một con búp bê khác. Đây. Con búp bê tay trắng tay đen. Một bình sữa. Một cái băng đô và một cái đèn. Nhưng mà các bạn, lát nữa các bạn sẽ thấy là cái con này nó khác đặc biệt với lại cái con bên đây. Nó sẽ có một cái điểm đặc biệt, các bạn chú ý nha. Rồi bây giờ mình gắn cái nơ này trước cho nó đi. Rồi xong, đẹp đẽ xinh xắn. Rồi bây giờ mình bẻ cái đầu nó lại xíu. Tiên tiên. Rồi đây cái bình nước mình sẽ cho nó uống giống con kia. Trời ơi sao cái mặt nó nhăn quá, hình như là nó đang khóc, nó không thích uống nước. Khôi ơi, nó đang khóc nè, nó không thích uống nước. Rồi bây giờ nha, đến cái phút mà đặc biệt các bạn coi nè. Đây cô sẽ chiếu cho các bạn nha. Đây các bạn thấy không, mình có thấy cái gì không nè? Đó, nó có mấy cái đường lên xuống lên xuống lên xuống, mà cái con búp bê kia mình không có được, mình không có thấy được. Rồi bây giờ mình qua cái trứng tiếp theo đi nè. Cho Khôi cái này, Cúc mở quả nhỏ. Con đây, không muốn mở ra được cái chiếc xe hơi. Đây. Con bị chiếc xe vô hơi. Con rồi đây xe hơi. Thôi vậy thì Cúc sẽ mở cái quả này. Có hình Spider-Man. Đây. Spider-Man. Chiếc xe. Meow. Tom and Cherry. Khôi ơi, mở cái quả đó ra luôn đi. Sao vậy, sao không mở quả đó ra? Đây. Một cái trứng màu. Ui. Lắc lên, lắc lên, lắc lên. Có cái gì ở trong vậy? Wow. Sticker kìa. À, có sticker. Oh, shark. Đây, sticker. Oh, wow, it's a whale over here. Một chiếc xe hơi light here. Cho một bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Look at alligator. Con gì alligator đây? It's alligator. Rồi con cá sấu. Con này con gì đây? Sticker, okay. Two stickers. Rồi, I got two stickers. Rồi đúng rồi. Hôm nay mình sẽ có hai cái sticker và hai cục Amelie. Này. Rồi. Two stickers. Khôi ơi. Bây giờ mình để nó ở đây đi. Đây. Trong bộ sưu tập của mình sẽ có thêm búp bê nè, superhero nè. Đẹp quá. Và
thêm một con cá sấu. Sợ nó quá Chloe ơi. Để đây nha. Đây, cá mà hồi nãy mấy bạn thấy nè. Nè. Đó. This is a whale. Can you see it? Có đèn. Chớp 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 chớp. This is a whale. Chloe ơi, bỏ nó vô đây nè. Look at this whale. Wow. Rồi, thôi, để nó đây nha. Lát chơi tiếp. Rồi. Stickers. Cúc mở tiếp. Cúc ơi, con muốn dính hai sticker luôn. Con muốn dính hai. Ừ, rồi, lát nữa mình dán một cái bên này, một cái bên này. Ok. Cái màn bật cái nọ. Cái gì? Cúc bơi vậy nè. Ơi. Cho vô. Ừ, cho nó vô. Đẹp quá. Một quả trứng màu xanh da trời. Rồi. Cái gì ở trong vậy? Cái gì nó kêu vậy ta? Cái gì ở trong vậy? Ừ, bây giờ mình mở ra đi. Strawberry. Ê, giống cái sim quá à. Ừ, đúng rồi. Giống nhau á, nó giống nhau á, nó cùng một loại. Rồi, con gì đây? Teddy bear. Ừ, teddy bear. Đâu phải. Phải không? Ở thôi. Rồi bỏ lên đây đi, coi như mình có hai con màu tím, hai con màu xanh. Một con thôi bây giờ mình bỏ lên đây mình tổng kết lại đi nè. Wow, sau khi mở hết 5 quả trứng ở đây. Hai quả trứng bự, hai quả trứng nhỏ và một quả trứng vừa vừa. Thì mình đây bộ sưu tập mà mình sẽ có hôm nay. Thôi ơi, con này là con búp bê nè, con này con gì đây? Con màu hồng là con gì đây? Không biết. Con Peppa Pig. Peppa Pig. Ờ, hai con cá sấu và hai con này, hai con thú màu tím, hai con thú màu xanh. Một chiếc xe hơi và sóc kiệu. Hai cái đèn chớp chớp. Một con búp bê và hai cái sticker. Rồi, ở đây thì mình có con này, mình dựng nó lên nha. Ok. Wait a minute. Rồi. Let's go. Bây giờ mình cùng nhau nhìn lại hai con búp bê nè và một số những cái món đồ khác. Rồi, Chloe ơi. Chloe ơi. Buổi review hôm nay coi như là kết thúc xong rồi đó. Bây giờ mình mở hết trứng rồi. Bây giờ Chloe chào các bạn đi. Chào các bạn, hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại các bạn tuần sau nha. À, nhớ like, share và subscribe kênh channel của Cúc và Chloe để mà tụi mình có động lực để làm thêm những cái clip khác nha.